Nào, sau khi chạy nó sẽ hình ảnh như thế này đúng không nhỉ? Chúng ta vào phần người dùng, đúng không? Nó thêm vào đây, đúng không? Dạ. Thành công hay không thành công? Rồi. Xét người dùng này. Kiểu như là nó chưa chưa nãy chưa thực hiện cái data notify đó. Xét trên mình. Đây đúng không? Xóa này. Đấy nhá. Như vậy là chúng ta làm bằng recycle view cũng được nhá. Bằng lead view cũng được. Ok, thế thôi.